Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn vô sở úy. Những gì là bốn? Đó là chánh đẳng giác vô úy, lậu tận vô úy, chướng pháp vô úy, tận khổ đạo vô úy. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là chánh đẳng giác vô úy? Phật dạy: Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự xưng ta là bậc chánh đẳng giác. Dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác, y vào pháp lập vấn nạn và nghĩ nhớ, nói rằng đối với pháp ấy chẳng phải là chánh đẳng giác, thì ta đối với sự vấn nạn kia thấy rõ là không có lý do, vì đối với sự vấn nạn kia thấy không có lý do nên được an trú trong yên ổn, không sợ, không hãi. Tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng chính thức giống lên tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, bánh xe đó thanh tịnh, chính chân vô thượng. Tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác đều không ai có khả năng chuyển bánh xe pháp như vậy, thì đó là chánh đẳng giác vô úy. Bạch Thế Tôn, thế nào là lậu tận vô úy? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự xưng ta đã hết hẳn các lậu, dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm kẻ thế tục nào khác, y vào pháp lập vấn nạn và nghĩ nhớ, nói rằng có lậu như vậy chưa hết hẳn, thì ta đối với sự vấn nạn kia thấy rõ là không có lý do, thì đối với sự vấn nạn kia thấy không lý do nên được trong yên ổn, không sợ, không hãi. Tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng chính thức giống lên tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, bánh xe ấy thanh tịnh, chính chân vô thượng. Tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác đều không có ai có khả năng chuyển bánh xe pháp như vậy, thì đó là lậu tận vô úy. Bạch Thế Tôn, thế nào là chướng pháp vô úy? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì các đệ tử nói rõ pháp trở ngại đạo, dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác, y pháp lập vấn nạn và nghĩ nhớ, nói rằng làm theo pháp này chẳng có khả năng chướng ngại đạo, ta đối với sự vấn nạn kia thấy rõ là không có lý do, vì đối với sự vấn nạn kia thấy không có lý do nên được an trú trong sự yên ổn, không sợ, không hãi. Tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng chính thức giống lên tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, bánh xe này thanh tịnh, chính chân vô thượng. Tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác đều không có ai có khả năng chuyển bánh xe pháp như vậy, thì đó là chướng pháp vô úy. Bạch Thế Tôn, thế nào là tận khổ đạo vô úy? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì các đệ tử nói đạo dứt hết khổ, dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác, y vào pháp lập vấn nạn và nghĩ nhớ, nói rằng tu đạo này chẳng thể dứt hết khổ, ta đối với sự vấn nạn kia thấy rõ là không có lý do, vì đối với sự vấn nạn kia thấy không lý do nên được an trú trong sự yên ổn, không sợ, không hãi. Tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng chính thức giống lên tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, bánh xe này thanh tịnh, chánh chân vô thượng. Tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc kẻ thế tục nào khác đều không có khả năng chuyển bánh xe pháp như vậy, thì đó là tận khổ đạo vô úy. Thiện hiện, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn sự hiểu biết thông suốt. Những gì là bốn? Đó là sự hiểu biết thông suốt về nghĩa, sự hiểu biết thông suốt về pháp, sự hiểu biết thông suốt về từ, sự hiểu biết thông suốt về biện luận. Thiện hiện, với bốn sự hiểu biết thông suốt như vậy, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, năm loại mắt, sáu phép thần thông, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện, với các pháp như vậy, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 18 pháp Phật bất cộng. Những gì là 18? Đó là ta Như Lai ứng chánh đẳng giác, từ đêm mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cho đến đêm cuối cùng việc làm đã làm xong, nhập vô dư y đại niết bàn.
ở trong khoảng giữa thường không lầm lẫn, không một lời vội vàng, thô bạo, không có niệm lơ đễnh, không có tâm bất định, không nghĩ mông lung, có trạch, có xà. Chí muốn không lùi, tinh tấn không lùi, niệm không lùi, tuệ không lùi, giải thoát không lùi, giải thoát tri kiến không lùi. Tất cả thân nghiệp chí là dẫn đầu, tùy chí mà chuyển. Tất cả ngữ nghiệp chí là dẫn đầu, tùy chí mà chuyển. Tất cả ý nghiệp chí là dẫn đầu, tùy chí mà chuyển. Đối với quá khứ phát khởi chí kiến không đắm không ngại, đối với đời vị lai phát khởi chí kiến không đắm không ngại, đối với đời hiện tại phát khởi chí kiến không đắm không ngại. Thiện hiện 18 pháp Phật bất cậu như vậy đều lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là các pháp môn văn tự Đà La Ni. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp môn văn tự Đà La Ni? Phật dạy: Thiện hiện, tánh bình đẳng của văn tự, tánh bình đẳng của ngôn ngữ, tánh bình đẳng của ngôn thuyết lý thú, nhập vào các pháp môn văn tự, đó là pháp môn văn tự Đà La Ni. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhập vào các pháp môn văn tự? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì do nhập vào pháp môn chữ khả nên ngộ nhập tất cả pháp vốn bất sanh, do nhập vào pháp môn chữ lạc nên ngộ tất cả pháp lìa cấu trần, do nhập vào pháp môn chữ bà nên ngộ thắng nghĩa giáo của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ giả nên ngộ tính không sanh tử của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ na nên ngộ tính vô đắc thất xa lìa danh tướng của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ là nên ngộ tính xuất thế gian của tất cả pháp, nhân duyên của ái vĩnh viễn chẳng hiện, do nhập vào pháp môn chữ đà nên ngộ tính điều phục tịch tịnh chân như bình đẳng vô phân biệt của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ bà nên ngộ tính lìa ràng buộc của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ trà nên ngộ tính lìa nóng nảy kiêu mạn cầu ế của tất cả pháp được thanh tịnh, do nhập vào pháp môn chữ xa nên ngộ tính vô quái ngại của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ phược nên ngộ tính ngôn âm đạo đoạn của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ đà nên ngộ tính chân như bất động của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ giã nên ngộ tính như thật bất sanh của tất cả pháp, do nhập vào pháp môn chữ sắc tra nên ngộ tướng chế phục nhậm trì của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ ca nên ngộ tác giả của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ ta nên ngộ tánh bình đẳng về thời gian của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ ma nên ngộ tánh ngã và ngã sở của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ già nên ngộ tính hành thù của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ tha nên ngộ tính của tất cả pháp xứ sở là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ xà nên ngộ sự sanh khởi tính của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ thấp phược nên ngộ tánh an ổn của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ đạt nên ngộ tính giới của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ xà nên ngộ tánh tịch tịnh của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ khư nên ngộ tánh như hư không của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ xả nên ngộ tánh cùng tận của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ tát đà nên ngộ tính nhậm trì xứ phi xứ kiến chẳng động chuyển của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ nhã nên ngộ tánh được biết rõ của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ lặng tha nên ngộ tánh chấp trước nghĩa của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ kha nên ngộ tánh nguyên nhân của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ bạc nên ngộ tánh có thể phá hoại của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ xước nên ngộ tánh che khuất của dục lạc của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ táp ma nên ngộ tánh có thể nhớ nghĩ của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ hạp phược nên ngộ tánh có thể mời gọi của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, do nhập vào pháp môn chữ ta nên ngộ tánh dõng kiện của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được,
Do nhập vào pháp môn chữ kiện nên ngộ tánh bình đẳng rộng lớn của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ xoay nên ngộ tánh chứa nhóm của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ nõa nên ngộ lìa tất cả việc tranh cãi ồn ào, không lại không qua, đi đứng nằm ngồi của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ phà nên ngộ quả báo đầy đủ cùng khắp của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ tát ca nên ngộ tánh tích tụ chứa nhóm của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ giật ta nên ngộ tánh tướng giả suy của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ trước nên ngộ dấu vết của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ cha nên ngộ tánh bức bách xua đuổi nhau của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Do nhập vào pháp môn chữ trạch nên ngộ chỗ cứu cánh của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện pháp môn văn tự như vậy là có khả năng ngộ nhập đến tận cùng pháp không? Trừ văn tự như vậy, còn cái biểu thị về cái không của các pháp lại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao thiện hiện? Ý nghĩa của văn tự như vậy chẳng thể nói ra được, chẳng thể hiển thị được, chẳng thể chấp thủ, chẳng thể ghi chép giữ gìn, chẳng thể quan sát vì lìa các tướng. Thiện hiện giống như hư không là nơi quy thú,